chào tất cả anh em. Hôm nay tiếp tục là hành trình đi lắp đặt âm thanh nha mọi người. Hiện tại thì Huy đang có mặt ở tại Long An. Đây là cái xưởng sắt, xưởng cơ khí của anh trai nha mọi người. Hôm nay thì anh ấy đầu tư bộ này về á, để anh ấy chơi sân vườn ở phía sau. Đây thì anh có một cái nhà, cái sân vườn phía sau mọi người đó. Đầu tư bộ này về cho anh em công nhân đây chơi nha. Cấu hình loang ngày hôm nay sẽ là cấu hình la ray. Bộ này thì bên Huy đang chạy chương trình thanh lý khuyến mãi. Toàn bộ là hàng mới nha mọi người. La ray bát 40 neo này, chép 750, xúc đơn 50, côn 100, kèm theo đầy đủ dàn máy nữa. Và chọn bộ này hiện tại thì Huy đang khuyến mãi chỉ có 42 triệu thôi. Một cái mức giá rất là hợp lý cho anh em ta chơi. Chi phí đầu tư rất là hợp lý, rất là thấp và nhanh thu hồi vốn nha. Hôm nay thì Huy sẽ đi bàn giao tới hai cấu hình lận. Ở đây thì Huy sẽ lắp cấu hình la ray này. Lát lắp đây xong thì Huy tiếp tục là đi lắp một cái cấu hình đo hỏa tiễn đó. Hỏa tiễn với súp khủng 50x Bivado thì hôm vừa rồi mới demo, mọi người demo là hôm nay chốt liền. Mọi người thấy hay thì nhớ cho Huy xin một like video nha. Xin cảm ơn tất cả anh em. Cấu hình loa thì hiện tại bên Huy đã lên xong rồi nha anh em, bây giờ bắt đầu setup. Bộ loa để trong đây quá là đẹp luôn. Bên phải một vế, bên trái một vế. Trôi khắp chốn bôn ba xa quê nhà, mang trên vai hành trang là ngày tháng sông khôn khó. Quên đi trên những lối nhỏ đời trường khi ấm non, nhiều đêm suy tư nghĩ đến những chuyện ưu phiền. Tương lai ngày mai chẳng biết chua cay hay ngọt ngào, đơn phương chi mình ta cô liêu hào quang vẫn chưa thấy. Đôi tay cứ mãi cố gắng hành trình bao khó khăn, mặc cho dương gian cau xé để thánh
dối vì cuộc đời. Hiện tại thì Minh Huy đã lắp đặt, đã setup xong hết hoàn chỉnh cấu hình cho anh trai tại Long An mọi người. Cấu hình loa ha. Vừa rồi thì cũng có giới thiệu nhà hàng tới anh em cái cấu hình rồi. Hai cặp ray 40, cặp súp đơn 50, hai vế để hai bên. Bộ này nói chung là anh ấy để chơi ở trong cái nhà tranh này mọi người. Chơi với cấu hình này thì chơi không gian này rất là thoải mái luôn. Anh em nào mà làm các cấu hình mà hát với nhau thì đầu tư cấu hình này rất hợp lý mọi người. Đánh không gian có thể là tầm 200 mét vuông trở lại thông thoáng ngoài trời là vẫn đáp ứng được ok nha. Anh em xem clip thấy hay thì nhớ cho Huy xin một like video và nhớ nhấn đăng ký kênh để có thể là cập nhật được những cái clip mới nhất của bên Huy nha. Và clip bàn giao cấu hình La Ray ở tại Long An đến đây là kết thúc. Thì bây giờ tiếp tục là bên Huy sẽ di chuyển qua cái điểm thứ hai ở tại cũng ở Đức Hòa Long An mọi người. Bàn giao một cái cấu hình hỏa tiễn với lại súp đơn 50X Bibro. Rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ bên Huy.